có rất nhiều khách hàng của Vida đã hỏi mình là nên mua dàn karaoke có sẵn hay tự chọn cho mình những thiết bị mình ưng ý và phối thành dàn karaoke cho riêng mình. Và lợi ích đầu tiên mà dàn karaoke có sẵn mang lại đó là đỡ mất thời gian cho những người không có chuyên môn về lĩnh vực thiết bị âm thanh. Khi chúng ta đi lựa chọn những thiết bị ưng ý để lắp thành một dàn karaoke hoàn chỉnh thì chúng ta mới biết được thông số của từng thiết bị và những thiết bị đó có phù hợp với nhau hay không, cũng mới biết kiến thức cơ bản để làm sau đó khi mua chúng ta không bị hớ và tránh trường hợp chúng ta mua về và không sử dụng được. Và khi bạn mua dàn karaoke có sẵn, đây là những dàn karaoke được phối ghép theo nhu cầu của từng đối tượng, có nghĩa là chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta sẽ mua dàn karaoke nhiều tiền, nhưng chúng ta có ít tiền thì cũng có những dàn karaoke ít tiền cho chúng ta lựa chọn. Và đặc biệt đây là những bộ dàn karaoke do các chuyên gia trong lĩnh vực âm thanh và các kỹ thuật viên của Vida làm việc xử lý cho khách hàng và tiếp xúc với những thiết bị rất kết thành và ghép nối những thiết bị đó thành một dàn karaoke. Theo cái chuẩn là chúng ta có thể sử dụng tối ưu hết tất cả các thiết bị âm thanh có trong dàn karaoke chúng ta. Việc thứ hai là việc phù hợp với các thiết bị thì mình đã nói trước rồi. Vì các bạn cũng đã biết rồi, thiết bị âm thanh hiện tại ở trên thị trường Việt Nam có rất nhiều thể loại của rất nhiều nhà sản xuất, rất nhiều thông số khác nhau. Nên khi chúng ta không có chuyên môn về nó, chúng ta lựa chọn những thiết bị âm thanh không phù hợp thì chúng ta sẽ không sử dụng tối ưu hết tất cả thiết bị âm thanh, dẫn đến tình trạng là lãng phí và chất lượng mang lại không cao. Nếu chúng ta mua dàn karaoke âm thanh có sẵn thì chúng ta xác định được cái mức giá chúng ta bỏ ra như thế nào. Nếu chúng ta mua từng sản phẩm rời rạc để chúng ta ghép nó thành một thiết bị á, thì nó còn tùy thuộc vào giá trị của từng sản phẩm. Và khi chúng ta ghép nó lại, ví dụ chúng ta mua một sản phẩm có giá trị cao, một mixer có giá trị cao, nhưng chúng ta lại mua những thiết bị khác, ví dụ như là không cùng công suất với nó, chúng ta cũng không thể phát huy được tất cả các thế mạnh của mixer mang lại và cũng dẫn đến lãng phí. Thế thì chúng ta mua một dàn karaoke có sẵn thì chúng ta đã được định giá. Ví dụ chơi ở nhà có dàn karaoke chơi ở nhà, chúng ta muốn có dàn karaoke kinh doanh thì chúng ta có trị giá của dàn karaoke kinh doanh và mức bỏ ra thì chúng ta không bị dao động. Một lợi ích nữa đó là chúng ta sẽ được tặng kèm rất là nhiều những chi tiết, ví dụ như dây loa, những vật dụng nhỏ kèm theo. Thì khi chúng ta mua từng thiết bị một, chúng ta sẽ không có những thứ này.